Gợi cảm quá ha. Để tối nay em mặc cho anh xem nha. Nhưng mà chắc là anh không có thích đâu, vì anh tối nào cũng bắt em phải cởi ra hết luôn mà. Ui, nè, cô đúng là chậm chạp quá đi. Tôi đối chịu không nổi nữa rồi mà cô cứ lo điện thoại. Kiểu này tôi phải trừ tiền lương. Cậu chủ có hai chuyện nói hoài à. Không trừ tiền lương thì đuổi việc. Tại tôi đang đói mà. Ban ngày tôi bận việc quá nên vẫn chưa được ăn gì hết. Cứ làm như vậy á không được đâu cậu chủ ơi. Rồi cậu chủ đau bao tử nặng hơn thì sao? Cô lo cho tôi hả? Không có đâu. Tôi lo tình trạng thanh toán tài chính của tôi nhiều hơn đó. Nếu cậu chủ chết đi ha, tôi sẽ bị mất việc luôn á. Tình trạng thanh toán tài chính? Cô học chữ này từ đâu vậy? Tôi hay nghe nói nhiều thôi. Cậu chủ ơi, tôi có thể xin ứng tiền lương tháng sau có được không? Cô dùng nó để làm gì? Dùng để tiêu xài chứ gì, không để đem đi chôn xuống đất. Cô nói đi, cô ứng tiền để làm gì? Không cho thì thôi, người gì mà keo kiệt thiệt á. Cô lấy tiền cho trai có đúng gì không? Cậu chủ, cậu lên ngồi trước đi. Coi chừng đói quá rồi ngất xỉu thì khổ ha. Mời cậu. Nhanh lên đó. Dạ. Tôi muốn đi quán mới đó. Thấy mọi người chia sẻ trên mạng, tôi thấy quán đó đẹp lắm. Nếu anh không muốn đi á, thì anh muốn đi đâu cũng được hết. Chiều tối rồi đến đón tôi. Tôi có đem theo sách để học rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi như lần trước thôi. Tôi sẽ đưa cô đi mua sắm. Mua sắm? Tôi không có tiền đâu á nha. Và tôi cũng không mua đồ bằng tiền của anh đâu. Đừng nói nữa, không có quyền được từ chối đâu. Qua xem cửa hàng đằng kia đi. Anh ơi, anh nhìn đi, cái nào cũng đẹp hết đó, nên là em không biết chọn cái nào hết. Nè, cô nói thật với tôi đi. Cô thật ra là ai hả? Úi, tất cả đều đẹp hết. Ôi trời ơi, đẹp quá đẹp quá ạ. Cái nào cũng đẹp hết đó. Nè anh nhìn đi, đẹp lắm đúng không? Nhìn gợi cảm quá ha. Để tối nay em mặc cho anh xem nha. Nhưng mà chắc là anh không có thích đâu, vì anh tối nào cũng bắt em phải cởi ra hết luôn mà. Cô muốn mua thì mua nhanh giùm đi. Tại sao vậy hả anh? Anh giúp em chọn đi. Nhiều đồ đẹp quá à, em không có chọn được gì hết đó. Ê, bộ màu đỏ này đi. Đẹp quá anh ơi. Cô muốn lấy cái nào, muốn lấy mấy cái thì cô cứ mua đại đi. Ơi. Anh không thương em gì hết. Không giúp em chọn đồ hả? Em đau lòng lắm đó. Tôi thử đôi này coi. Ôi, đôi này cũng đẹp nè. Giày đẹp quá đi. Anh ơi, nè nhìn nè. Ôi, dễ thương quá trời luôn á. Vừa chân lắm luôn đó anh. Nè, tôi thấy nó có vẻ hơi chật rồi, cô đừng lấy nữa. Không được hả? Tôi thấy cô chọn đôi khác đi. Tôi ngại quá, tôi đi xem túi xách trước vậy. Ý tôi là dừng lại đi. Hả? Ôi, dễ thương quá đi anh ơi. Dễ thương không? Vậy hả? Hey, còn cái này thì sao? Dễ thương quá mà, để tôi đeo thử coi. Ơi, cô muốn cái gì thì mua nhanh lên giùm tôi đi. Cái này hợp với anh lắm đó. Ôi, không gọi là anh được, phải là bà cô. Tôi là đàn ông đó.
Tôi muốn mua cho anh thật mà. Anh giúp tôi xách chút đồ với. Cô tự mua thì tự xách đi chứ. Anh già xấu xa, vô tâm, lại còn ích kỷ, không có nét ga lăng đàn ông. Tôi không quan tâm đến chuyện người khác nhận xét tôi ra sao đâu. Tôi sẽ gọi báo cái gì ấy biết. Là anh cư xử rất là đáng ghét, không muốn xách giúp tôi gì hết. Trước đó cô tỏ vẻ căm ghét gì ấy, vậy mà khi gặp khó khăn cô lại xin gì ấy giúp đỡ. Vậy ai mới là người cư xử đáng ghét hả? Chúng ta đi thôi. Đi đâu nữa? Cứ đi đi,